chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Ngày mai nắng nóng vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi vùng Nam Bộ và nắng nóng bao trùm hầu khắp miền Đông, trong đó có các nơi thành phố Hồ Chí Minh và một số chỗ ở miền Tây như là Cao Lãnh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Châu Đốc và Mỹ Tho. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khung là từ 35 cho đến 37 độ. Ngày nắng nóng nhưng đến chiều tối lưu ý sẽ có mưa dông xuất hiện, diện mưa không đều tập trung ở một số tỉnh như Bình Phước, Tây Ninh và ven biển Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Lưu ý là những trận mưa cuối mùa khô này rất dễ kèm theo dông lốc, sấm sét và gió giật nguy hiểm. Tần suất mưa sẽ còn tăng lên trong dịp nghỉ lễ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tới tháng 5, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn vào buổi chiều và không loại trừ khả năng là mưa to cục bộ kèm theo gió lốc, sấm sét có thể ảnh hưởng đến những hoạt động vui chơi ngoài trời của quý vị. Mưa tăng cho nên nắng nóng cũng sẽ giảm dần, nhiệt độ chỉ còn cao là từ 35 cho đến 36 độ trong vòng 2 ngày tới và đến đầu tháng 5 sẽ giảm xuống chỉ còn 34 độ. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang và ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đêm nay sẽ ít mưa, ngày mai vẫn có nắng, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km và an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Đến đây chúng tôi xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.